Ta cái món này mới đỉnh nữa này. Bánh xèo giò các bạn. Bánh xèo giò. Hai cái luôn nè mọi người. Hai cái nó dính luôn nè. Kệ nó, ăn hai cái cho nó chắc nha. Rồi. Ăn cà rốt không kìa. Qua bên kia, qua bên kia, qua bên kia. Rồi, miếng thịt ba chỉ vô. Lùi vô trong mến các bạn, lùi vô. Để lên, cho chút cơm thơm vô. Màu cuốn lại các bạn ơi. Đó, rồi xong. Lẩm. Chấm vô nha các bạn. Mời cô chú anh chị nha. Con mực nhỏ các bạn, muốn ăn nguyên con á các bạn phải ăn con mực nhỏ nhỏ vậy nè. Mà ăn nguyên con các bạn mới thưởng thức được cái vị béo ngậy của con mực, đúng không chị? Đúng. Ừ. Thì con ngon hơn. Nó nhỏ. Ừ. Nguyên con là nó có cái nội tạng của con mực trong á. Ngon lắm, mời cô chú anh chị nha. Lúc 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 sao không ăn gì vậy? Bánh đúc chấm mếm mực các bạn, lùi vô đó, con mực vô. Ngon không? Rất là thú vị, tại vì mấy mực mình pha ngon lắm. Này cái mực nhỏ này đúng không? Mực nhỏ ăn nguyên con nó có nó có đầy đủ cái nội tạng của con mực béo. Mình ăn là mình ghiền luôn á. Còn con mực lớn là bắt buộc các bạn phải cắt ra. Con mực đây các bạn phải cắt ra ha. Thì các bạn mới dễ ăn hơn, tại vì nó dai á, thịt mực nó dài hơn. Cái mình của nó dài á, đúng không chị? Còn con mực nhỏ 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 như vậy là các bạn bợ nguyên con ăn rất là ngon. Đó mới ngon á. Nhà em là chỉ lựa mấy con mực bự nhỏ vậy để ăn thôi. Nên này cỡ là này ăn nguyên con này mới đã, khỏi còn cắt luôn. À mà gẹp mực nhỏ này gì là ăn đừng có chê, là ăn là ghiền luôn đó. Khỏi còn cắt. Đừng này. Đừng vội chê mực nhỏ mọi người, ngon lắm. Cái nhỏ là ngon. Chấm xoài nó có đỉnh. Xoài nè đúng không? Ngon chị. Ngon đó. Nóng chua. Ôi, xoài chấm với mực ngon á. Nóng chua. Cho nên các bạn mà bềm xoài im là thích ăn cái quyên cái con nhỏ nhỏ chị. Nhỏ nhỏ em mới ngon. Mời cô chú chị nha. Xoài ăn với mấy mực ngon ghê. Cho nên các bạn bềm xoài vô ăn ngon. Ngon quá. Ôi mực này ăn ngon ghê, nhỏ nhỏ nhiều ăn ngon ghê á. Được trúng một lô mực nhỏ đã ghê á. Chị mà múc mấy mực mà thấy mực nhỏ là coi như là bữa đó là chắc chắn phải ăn mực.